Ok, xếp đấu thứ 3. Một pha phạt cầu lỗi của vận động viên Hưng. Điểm số 2-1 cho cặp đôi Ngọc Triệu và Thiều trong xếp đấu thứ 3. Rất tốt. Trận đấu thứ 3 này mới thực sự hay và căng thẳng này. Ngoài sân, điểm 3-1 cho cặp đôi Ngọc Triệu và Thiều. Trận đấu này mới thực sự thể hiện bản lĩnh và kinh nghiệm của vận động viên. Hello Lam DT, hello anh Phạm Thủ Hưng, mọi người để giúp mình chia sẻ live stream này lên trận của Lâm đúng không ạ? Mỗi chia sẻ của mọi người sẽ rất có ý nghĩa với Hưng, rất có ý nghĩa với những gì mà Hưng đang cố gắng làm ở đây. Và trong ngày mai thì mình sẽ tiếp tục live stream các nội dung còn lại vào ngày kia nội dung. Thì mình sẽ live stream các trận đấu thuộc giải đồng đội của Lông toàn quốc được tổ chức ở thành phố Thái Nguyên. Trong vòng 4 ngày, ví dụ tay vợt cầu lông hàng đầu cầu lông Việt Nam, tất cả các tay vợt nam nhất của cầu lông Việt Nam, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Hải Đăng, Phạm Cao Cường, Nguyễn Thị Trang, Nguyễn Thị Sen, Nguyễn Thị Linh, tất cả các tay vợt nhất của cầu lông Việt Nam sẽ hội tụ tại giải đấu đồng đội toàn quốc diễn ra vào ngày 12, 13, 14, 15, 16 ở thành phố Thái Nguyên. Mình sẽ live stream những trận đấu đấy, và nếu mọi người muốn nhận được thông báo mỗi khi mình live stream những giải đấu như thế, theo dõi thông tin của Hùng ở chế độ xem trước nhé, hay theo dõi thông tin của Hùng ở chế độ xem trước tiên, xem đầu tiên để nhận được thông báo mục tiêu live stream. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chúng ta trở lại với tỷ số là 3-0. Đó là một pha phạt cầu ngoài của đội viên Đức, điểm 4-3 cho cặp đôi Triệu và Thiều. Nhìn thấy lâu chưa? Số 4-3, trận đấu này mới gọi là hay và căng thẳng đây. Ok, em cảm ơn anh Phạm Tùng đã giúp em chia sẻ nha. Thùy Linh giúp anh chia sẻ live stream lên chợ với được không? Cầu trong sân, điểm 4-4. Trận đấu thứ 3, hai đội vận động viên rất cân tài cân sức. 5 triệu. Chết năm triệu à? Chết. Thế thì chơi đôi thôi, lấy cả 5 triệu nữa chết. Hết cả cái này đi đâu? Rất tập trung. Thái Sơn rất nhanh nhưng vừa lăn chân nữa rồi. Điểm 6-4 cho cặp đôi Triệu và Thiều. Cặp đôi Triệu và Thiều họ đánh cầu lửng rất khó chịu. Họ không đánh gắt, họ đánh lửng rất khó chịu. Vừa rồi bình luận đang bị bí từ trên hai sân. Điểm 7-6, cặp đôi Thiều và Ngọc Triệu lại vươn lên dẫn trước, rất cân tài cân sức. Ok, cây 88m thì cũng không cứng, đánh dễ anh, công thủ đều tốt, nhưng mà nếu mà 3 u thì hơi nặng. Đập cầu và thủ cầu đều ok, đánh khá dễ. Đó là cây 88m. Điểm 7 đều, rất căng thẳng. Cái Thiều có vẻ hơi mệt rồi. Đang không biết nào rồi. Bảy đều. Hết giờ rồi. Hai đồng minh Kiều nó di chuyển nhanh lắm. Ngoài sân, 87. Anh trẻ bây giờ di chuyển tốc độ nhanh hơn khá nhiều. Bắt cầu với cả từ cao của vận động viên hơn phía bên kia nữa. Là tiếng người chúng tôi rất tốt. Đúng rồi, nên đánh 4 u luôn mọi người. Đánh 3 u hơi nặng ha. Đánh 3 u chỉ để đánh đơn thôi.
vận động viên Hưng bên kia dùng cây 77 nhá. Át chốc 77 nha mọi người. Át chốc 77 màu xanh chuối nhá. Cây át chốc 77 nhá. Công thủ rất là toàn diện. Nó hơi cứng hơn 88m một chút. Nhưng cây đấy Hưng đánh rồi. Cây đấy đánh tà phản tạp rất là sướng và đập cầu cũng khá là thua. Ok, cặp đôi Hưng Đức, cặp đôi Hưng Đức đánh cho đội công ty An Phú nha. Đang đánh cho truyền hình cao là cặp đôi Kiều Anh. Chúng tôi đang chung rồi. Đang chung ở điểm 18. 18. Tiên tháng mai lên đánh cửa tại vì thấy bảo là tháng mai. Tháng mai đánh. Hello anh Quang Dìn và mọi người tiếp tục luôn chia sẻ livestream nhé. Người có thể cho ông biết là chất lượng mạng có ok không ạ? Nếu chất lượng mạng ok mọi người căng 1, nếu chất lượng mạng kém mọi người căng 2 để mọi người biết được không ạ? Ok, chơi cam trông cam toàn. Đây là giải cúp truyền hình Bắc Ninh năm 2019 này. Giải mở rộng nhưng là có rất nhiều tay vợt nổi tiếng của cầu lông Hoàng Thắng Bắc Ninh dự. Và đây là trận chung kết của nội dung đôi nam giải đấu rồi. Sân nhà thi đấu đa năng tỉnh Bắc Ninh nha anh ơi. Anh Nam Cửa Lớt. Bắt cầu rất nhanh nhưng cầu ra ngoài sân. Đổi điểm 9-10 cho cặp đôi Thiều và Sân ơi. Ok, cảm ơn Việt Toàn ba là như thế nào. Hello anh Khánh Dư, rất vui được làm quen với anh. Ok, cảm ơn một, cảm ơn mọi người, thế thì ông yên tâm livestream rồi. Chất lượng mạng ok, cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã phản hồi lại. Ok, Hải Lít cảm ơn ai. Cảm ơn mọi người đã phản hồi lại. Ai lại cầm tay, và hỏi cầu lần dưới điểm 19. Hai đội đội viên sẽ tiến hành đổi sân và nghỉ trong ít phút. Mọi người hãy tranh thủ cơ hội này, chúng ta hãy ngồi chào nhau đúng không ạ? Chúng ta có thể chào nhau đúng nào, nhưng ai đang theo dõi livestream mà chưa biết đến Hùng, chưa kết bạn với Hùng à? Và chưa từng đánh cầu với Hùng, chúng ta có thể làm quen với nhau đúng không ạ? Tôi xin tự giới thiệu Hùng, tên đầy đủ là Nguyễn Minh Hùng. Ta là sinh viên năm cuối trường về chân rõ nghề thủ lông. Ta là trưởng cơ hội thủ lông ở trường đại học Hồ Chất. Ta là cầu lông trưởng mỏ rất hay. Đi live stream các giải đấu cầu lông phong trào như giải đấu cầu lông chuyên nghiệp các cái tỉnh phía Bắc này. Ban tổ chức xin thông báo sau khi kết thúc các vận động đang diễn ra trên các sân, ban tổ chức sẽ tiến hành lễ trao giải cho các đội sinh mỗi là giải đôi nam Bắc Ninh anh ơi, nhóm một đôi nam nữ nhóm một, đôi nam nhóm hai và đôi sinh đôi nam nhóm một cặp đôi. Và ban tổ chức đề nghị các đội thành tích và đội sinh đôi nam nữ và đôi nữ nhóm một, đôi nam nhóm hai chúng ta chuẩn bị trang phục. Ok anh, cảm ơn anh Tuấn Đức, phần tài chính của em thì cao thủ. Không phải lúc nào cũng có, bởi vì sân ở đông quá anh em biết ra. Vâng, sở trường cầu ngang là Ngọc Triệu. Điểm 11. Nếu cho Ngọc Triệu phát huy sở trường của mình thì cặp đôi phía bên này lựa chừng đấy. Ngọc Triệu đánh cầu ngang rất kinh. Ok anh Thắng Einstein, cũng là cho em tập trận đơn với anh Thắng Einstein, em đang muốn tập để đánh giải sinh viên Hà Nội sắp tới này. Ok anh Huân Vy Vino, em đánh sân cầu lông Học viện Tài chính nhá. Ok ép nhé em, cảm ơn anh Văn Quyết rất là nhiều. Ok chúng ta trở lại với trận đấu nào. Ngọc Triệu phát cầu điểm 10-11 set đầu thứ 3 chung kết. Đánh sân 11 đều. Cảm giác là giọng của nó sắp đổi giọng rồi. Mình mượn nó hơi rát cổ rồi. Đúng rồi, Nam Plus đây là chung kết nha. Những cái Nguyễn Việt Toàn, tay vợt sinh năm 99, tay vợt xuất sắc. Ok
anh Thắng Einstein nhưng mà toàn đánh buổi sớm em thì có sức mà ra. Ra tới nơi thì mọi người đánh rồi, xong bố rồi. Tiếp thôi, tiếp thôi. Rồi anh Kiều đang dồn hết sức để đập nhưng cả cô phía bên này khỏe quá. Ôi, số rất kinh nhưng mà không có lý rồi. Điểm 12 đều. Nếu anh thiên về đập thì anh có thể nghiên cứu cây 88D, cây Chronic, Hatchop 88D. Cây đấy đập đầu, khá thích, khá cứng. Nếu mà cổ tay anh không đủ khỏe thì không nên chơi. Nếu ai cổ tay khỏe và đập đầu tốt, thiên về công thì có thể nghiên cứu cây 88D mọi người. Hatchop 88D nha. Đập vào giữa để Ngọc Triệu bắt cùng nha. Rồi, Ngọc Triệu bắt cầu nha. Vẫn còn thủ dã man như kìa. Rồi, đúng không? Rồi, vẫn còn. Người đầu tiên là bên Ngọc Triệu và Kiều bên đây bên trước. Hello Nguyễn Văn Hợp, đây là giải Bắc Ninh đấy. Bạn có đánh không? Bạn có lên xem không? Quốc truyền hình Bắc Ninh đây, còn đang có mặt tại nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh. Mệt quá. Con chào cô Thúy, cô Thúy cùng người kia không? Cô Thúy về rồi à cô ơi? Cô Thúy về rồi. Cắt vần rồi, cắt được vần rồi. Ok, đây trận đấu thứ 3 anh ơi, tỷ số đang là 13-12 cho cặp đôi phía xa màn hình, cặp đôi Ngọc Triệu và Thiều. 13-12, trận đấu thứ 3. Ba set. Trận đấu thứ 2 và trận đấu thứ 3 cũng đã được Hùng quay lại ở chế độ Full HD để cho anh em có thể xem nhá. Rồi mọi người hãy truy cập kênh YouTube rất cool. Ôi Thăng Linh Sport điểm số năm là 13 điều. Đây là 13. Cách là chưa đáng kể, chỉ một điểm một đơn. Ok, Nguyễn Huy bây giờ ở Việt Nam nó rơi vào khoảng 4 giờ chiều nhá. Vâng, Ngọc Triệu bay người lau sàn rất cố gắng. Nó là vào cầu này chứ phải lau sàn. Ngọc Triệu rất lan xả. Anh luôn trong thế sẵn sàng bay người. Phương Đức đây, cặp đôi bên kia gần hình như đây là lần đầu tiên cặp với nhau đánh giải. Cặp đôi Thiều và Triệu ấy, lần đầu tiên họ cặp với nhau. Ok, Khánh Dư 17 giờ đấy à, cơ bản mình không dám bật để xem giờ. Mình chỉ ước lượng tầm tầm đấy thôi, bởi vì bây giờ mà bật xem giờ thì sẽ bị ngắt quãng livestream. Em cảm ơn anh Khánh Dư nha, đã cung cấp thông tin. Bây giờ Việt Nam là 17 giờ 17. Vận động viên cao mặc áo trắng dưới gần màn hình là vận động viên Hưng của Bắc Ninh. Tiger sinh năm 98-2000 gì đó. Còn phía sau màn hình Tiger nó cũng áo cam. Áo cam thì bên kia anh Thiều, vận động viên cũng của Bắc Ninh. Cả hai bên đều đánh rất hay. Đây là trận đấu thứ 3. Trọng tài đang yêu cầu vận động viên trở lại sân, không được nghỉ quá lâu. Người xem đang rất sốt ruột để chứng kiến điểm số tiếp theo trận đấu. Hùng đang phải sốt ruột đó, chỉ sợ đang quay luận cuối đi hết dung lượng mà xem cặp nào nữa. Thank you.
khi đang có sự trao đổi chiến thuật giữa Ngọc Triệu và Văn Kiều. Đây chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu thứ ba, điểm 15-13, Ngọc Triệu phát cầu. Ăn thua rồi. Hả? Ăn thua. Ăn thua rồi, đấy rồi, đi kia rồi. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Bắt cầu. Oh! Đến 15. Đến 15. Đúng rồi, Hưng Hải. Chắc là đội Hưng Hải đang nhận nước Hoàng Quý. Hưng Đức chưa? Không phải Hưng Hải, Hưng Đức. Vận viên Hưng là vận viên cao áo trắng. Trận đấu này đã được quay lại ở chế độ Full HD rồi. Mọi người có thể xem lại nó ở kênh YouTube Sống Cộng Đồng Badminton. Ok, cảm ơn Phạm Dương. Chúng ta tiếp tục trở lại trận đấu nào. 17-14, Ngọc Triệu phát cầu. Khánh Huyền bên vận chuyển, tại vì họ vừa gọi cho anh để lấy hàng hay sao ấy. Họ vừa gọi điện cho anh để lấy hàng hay sao, nhưng mà anh đang live stream, anh đã tắt máy mới rồi Huyền ạ. Hai đôi này đánh hay nhá, hai đôi kia đánh chả. Chúng anh sẽ điện lại họ để họ đến lấy hàng nhá. Không biết ạ, đâu ngày mai chứ mà. Đâu, mai. Anh xin gửi lời cảm ơn đến Khánh Huyền. Đi live stream tại Văn Minh này, vẫn có bạn Khánh Huyền hỗ trợ cùng gói hàng và gửi cho khách hàng. Đây điểm 18-15, khoảng cách 3 điểm. Và điểm cuối cùng của trận đấu thứ 3 rồi. Đi luôn. Đôi Ngọc Triệu Văn Thiểu. Chưa có gì đâu nha, 30 chưa phải là tết. Thực sự là cả đôi Ngọc Triệu Văn Thiểu đánh có cá một bài luôn. Lạc quan lên. Cả nhiều quá. Đánh thêm kinh nghiệm luôn. Cái quá trình người ta nghỉ rất nhiều hay người ta xin biết cái gì là bài hết đấy. Cho trận đấu nó căng nào.
16, 19. Đấy, không giờ quá. Mỗi lửa ba giờ. Nhưng cũng yếu cho anh chia sẻ lại chứ lên trận lâu nay. Người cũng chia sẻ lại chứ lâu. Nhưng điểm cuối cùng của trận thứ 3 rồi. Chung kết rất căng thẳng và kịch tính. Chung kết rồi. Có ai nghỉ à? Ai đánh nội dung khác ạ? Ai đánh đơn với cả đối thủ khác? Cố lên nhá, mọi người. Đây là hiện đây là giải thích truyền hình Bắc Ninh lần thứ 3 năm 2020. Giải mở rộng quy tụ những tay vợt hàng đầu của Liên đoàn Bắc. Cơ hội tấn công, cơ hội tấn công. Văn Kiều có dùng hết sức của mình giành được những pha lập cầu này hay không? Không có. Chuẩn bị trên là chết này. 20-16. Không đỡ được. Bốn cơ hội kết thúc trận đấu là cặp đôi Ngọc Triệu và Văn Kiều. Chỉ một điểm số nữa thôi, họ sẽ giành được 5 triệu giải thưởng. Đúng rồi, vẫn còn cơ hội đấy, chưa hết đâu. Một điểm số, một điểm số nữa thôi. 5 triệu đúng túi. Hello Thành Long. Học công quốc học thì không đánh giải đấu này nhá. Quốc học đang phải tập trung đội tuyển để đánh cho giải đồng đội toàn quốc. Còn Nguyễn Ngọc thì sáng nay đánh đôi nam thua rồi và ngày mai thì Nguyễn Ngọc tiếp tục đánh đôi nam. 17-20 liệu có điều gì liệu xảy ra ở trận đấu vàng này không? Mọi người tiếp tục cùng theo dõi nào. Hết mình đi. Chiến đấu hết mình. Anh ơi, anh ơi. Anh em nhờ một tí anh che máy quay cũng được. Hai mươi mười bảy giải ơi. Kết quả đấy là thắng đó, cố lên. Ok, nhà thi đấu tỉnh Bắc Ninh anh Trường Duy Nguyễn này. Khán giả đang tập trung hết phía bên khán đài bên này, thực sự khán đài bên kia để bắt sang khán đài bên kia kìa. Khán đài bên kia đi đường dài rất là mạnh mẽ. Đây là đánh chung kết với anh Lê Tùng Dương nha, cặp đôi Hải 3 sao và Phượng Mizuno giành chiến thắng với tỷ số set 3 là 21-19. Đúng rồi, anh Dũng Lê đây là chung kết truyền hình Bắc Ninh nha mọi người. Cố lên, bên kia mỏi rồi. Ăn liền 4 điểm hết luôn. 18-20. Cặp đôi Ngọc Triệu Văn Kiều đang rất nỗ lực cố gắng để kết thúc trận đấu, nhưng cặp đôi trẻ họ vẫn đang rất kiên cường và nỗ lực. Chưa thể nói trước được điều gì khi trận đấu còn chưa kết thúc. Chỉ khi nào vào cuối trận mới biết thôi. Cặp đôi trẻ rất quyết tâm. Ngọc Triệu là mạnh và rất quyết tâm. Cầu rất tốt. Vâng, các cổ động viên của chúng ta chơi. Hai mươi đều nha. Rồi bên kia quá. 28 rồi. 20-16 bây giờ 19-20 rồi. 28 đều rồi anh ạ. Hai bàn kia không cần thiết nữa đâu. Có đây. Hai mươi mười chín, 20-16 và bây giờ là 19-20 rồi. Một điểm số nữa thôi. Cặp đôi trẻ sẽ sang bằng điểm số. Giải đấu đồng đội toàn quốc ở Thái Nguyên. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Đừng quên theo dõi Facebook cùng người chế độ xem đầu tiên. Cảm ơn rất nhiều. Bye bye tất cả mọi người. Em mua cầu lên này. Anh ra ngoài uống nước. Anh cho người chọn này là chết rồi anh. Chấp đi. Về đi rồi, về đi mỉa. Anh đi là không được. Có giả lít rồi nhé, giả lít cũng lọc. Được, chính là chấp nhận.